Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Đây là bồ đoàn sử dụng côn mộc bệnh thành, trải qua thời gian dài tẩy rửa, thần tính của nó chưa hề tiêu hao, có thể giúp người ta tĩnh tâm, ngưng thần. Có lợi cho việc ngộ đạo, chính là một kiện bảo vật quý giá. Có người quát lên sông về phía trước, cùng mọi người tham gia tranh đoạt. Những lời này vừa thốt ra khiến mọi người trong lòng chấn động mạnh mẽ, chen nhau sông về phía trước. Côn mộc là vật gì nó sống ở giữa trời đất? Là chiếc cầu kết nối thiên trên đảo đá ngầm có một cánh cửa, từ trong đó có một con sông linh thiêng chảy ra, có một đoạn gỗ nát chắn ngang qua, đó chính là một cành côn mộc. Nó từng dẫn tới sự tranh đoạt của quần hùng. Cuối cùng không ai có thể phá cửa tiến vào. Bây giờ lại xuất hiện một chiếc bồ đoàn sử dụng côn mộc tỉ mỉ bệnh thành tất nhiên sẽ khiến cho nhiều người động tâm đây mới thực sự là thần mộc. Có thể liên thông thần giới, tiếp cận đạo bổn nguyên, có diệu dụng vô cùng đối với người tu hành, là báu vật vô giá. Một đám người vọt tới, các loại bảo thuật bay ra, phù quang sáng trói bao phủ địa phương này. Thạch hạo hét lớn, sát khí lan tỏa, nó rút ra một thanh kiếm gãy. Thúc giục mười tòa động thiên hóa thành thần hoàn, trong tiếng ẩm vang, một luồng ô quang quét ngang về phía trước. Giờ khắc này không có bất kỳ thanh am, không còn tiếng động ẩm ý cũng không còn ánh sáng chói mắt chỉ một một luồng ô quang bao phủ tất cả thời gian phảng phất như ngừng lại hư không dường như tan vỡ chớp mắt ngắn ngủi lại giống như bao đời đã trôi qua hết thảy dừng lại cuối cùng một tiếng động nhẹ vang lên các loại bào cụ dạn nứt sau đó nổ tung trong hư không hóa thành bột mịn đồng thời những phù văn kia cũng nhanh chóng phai mờ phụt một đám người bị chặt đứt ngang thân thể chia hai ngã xuống mặt đất thi thể đầy đất cái gì Tất cả mọi người kinh hãi, dù là tôn giả cũng biến sắc. Một đám cường giả toàn bộ chết sạch chỉ trong một đòn. Thiếu niên này chiến lực quá mạnh mẽ, có chút dọa người. Ánh sáng mặt trời lóe lên giống như ánh bình minh rực rỡ. Cái bồ đoàn màu xanh bị thạch hạo thu vào trong túi càn khôn. Đây là bồ đoàn sử dụng côn mộc bệnh thành, sau này khi xếp bằng bên trên nó tu luyện nhất định có rất nhiều diệu dụng. Nghĩ đến điều đó khiến nó càng thêm vui thích thế nhưng tâm tình những người khác sẽ không tốt như vậy, bồ đoàn côn bằng từng ngồi qua, thứ đó sao có thể là phàm vật, nó chính là thần chân. Có khi còn sót lại một ít đạo pháp của côn bằng cũng không chừng. Trong chốc lát này Ngọc Tịnh Bình cũng bị người lấy đi rồi, trên bàn đá trống không? Mọi người đấm ngực rậm chân, hai kiện bảo bối đều bị người khác đoạt được. Thạch Hạo đi ra ngoài, cầm trong tay thanh kiếm gãy màu đen, nó nhìn chằm chằm vào mấy vị vương hầu còn có vị tôn giả cùng nó đối chiến qua sau đó nó ly khai nơi này không ai dám ngăn cản động phủ này vô cùng to lớn bảo khí vờn quanh từng đoàn sinh linh qua lại trong thạch động tìm kiếm côn bằng bảo thuật thiên địa kỳ chân thần vật tại đây thật sự rất nhiều dụng cụ thường ngày côn bằng sử dụng cũng là pháp khí hơn nữa còn rất cường đại khiến cho những người này tràn đầy khát vọng từ trên thần chiếu đăng, Ngọc Tịnh Bình cũng có thể thấy được thái cổ côn bằng căn bản không có coi trọng những thứ này. Tùy tiện đặt khắp nơi, vì vậy mỗi người đều tràn đầy nhiệt huyết. Cực kỳ kích động tìm kiếm khắp nơi. Quả nhiên trong thời gian kế tiếp lại có người nhận được bảo vật tuy không phải pháp khí rất nổi danh nhưng cũng khiến cho ngoại giới nổi lên oanh động không nhỏ. Rốt cục một tiếng động lớn ẩm ý truyền đến so với trước giờ lớn hơn nhiều tại nơi sâu trong động phủ truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt vô luận là vương hầu một phương hay là những sinh linh khác tất cả đều phóng vào sâu bên trong luyện binh địa sau khi chạy tới thạch hạo nhìn thấy một khối bia đá bên trên có khắc ba chữ cổ như vậy tinh thần lập tức phấn chấn rốt cuộc nó đã biết tại sao nơi đây chém giết kịch liệt như thế đây là địa phương côn bằng luyện chế bảo cụ sao ở phía trước mưa ánh sáng tràn ngập linh khí cực kỳ nồng đậm ngoài ra còn có hàn đàm lạnh thấu xương dù cách rất xa xương cốt cũng đông lạnh muốn nứt ra quả nhiên có bảo cụ đang ở bên trong hàn đàm. Có người kinh hô, bên trong đầm có vài luồng thần quang đang lóe lên, giống như cá đang bơi lượn, khi nhìn kỹ hóa ra là kiếm thay, bảo tháp, đây là những vôi thai từ thời thái cổ, còn chưa hoàn toàn tế luyện xong. Những thứ này tuy nhiên chỉ là khí phôi nhưng đều đã thông linh rồi, đều là pháp khí truyền thừa từ thời thái cổ. Rất nhiều người hét lớn, không nhịn được muốn nhảy vào trong hàn đàm. Những đồ vật này sao có thể trông thấy ở bên ngoài? Không cần nghĩ nhiều cũng biết, đó đều là tài liệu đỉnh cấp luyện thành binh khí, thế gian khó thấy, đủ để khiến người ta điên cuồng. Trời ạ, à, kiếm thai kia là long cốt tiết thánh cấp tài liệu trong truyền thuyết, đã đúc thành kiếm thai, là thánh bảo vô giá. Có người nhận ra kiếm phôi trong hàn đàm lập tức biến sắc. nghẹn ngào hô lên, đó là bảo vật chân chính, khó có thể cân nhắc giá trị. Tương truyền, long cốt tiết là do chân long vẫn lạc bên trên quặng sắt hình thành thần tiết, được xưng tụng là tài liệu cực phẩm. Bình khí chỉ cần dung nhập một ít thôi cũng có thể trở thành trí bảo. Giờ khác này không nói những người khác dù là vương hầu, những tồn tại đứng đầu đại phái cũng đều đỏ mắt. tranh nhau xuất thủ muốn đoạt lấy. Tôn giả là những người đầu tiên xuất thủ, đối với bọn hắn loại phôi thô này là thánh vật lý tưởng nhất, có thể dùng tâm tế luyện. Hoàn toàn cùng bản thân hợp nhất. Hơn nữa trải qua vô tận năm tháng tẩy lễ, những thứ này sinh ra linh tính rất mạnh một khi thành hình tuyệt đối có thể trở thành pháp khí trí cường. Giết, mọi người chen nhau tiến về phía trước, có người trực tiếp nhảy xuống hàn đàm, muốn lặn xuống vớt. Thế nhưng một chuyện đáng sợ đã xảy ra, vừa mới tới gần hàn đàm, hàn khí bốc lên. Lập tức có hơn 10 người bị đóng băng, sau đó ngã trên mặt đất vỡ nát. Mọi người lông tóc dựng đứng, hàn đàm này quá đáng sợ, có thể xảy ra chuyện như thế thì không riêng gì nhiệt độ. Khẳng định còn có lực lượng thần tính xen vào. Lên một vị giáo chủ hét lớn tay áo vung lên bộc phát từng luồng thần quang hàn khí lập tức bị đánh tan hắn dùng bảo thuật đánh vào trong hàn đàm muốn vớt lên một kiện pháp khí thế nhưng phù văn khi rơi vào trong hàn đàm trực tiếp bị dập tắt cũng không thể tạo thành tác dụng gì yên lặng trong chốc lát một luồng sóng nước oanh một tiếng đánh về phía hắn vị giáo chủ này tranh thủ thời gian lùi lại bên cạnh hắn có mấy người hét thảm nhanh chóng bị đông cứng hóa thành tượng băng cơ thể dạn nứt tất cả đều đã chết nơi này tương tự như sâu trong huyền băng uyên có lực lượng thần tính người bình thường rất khó có thể xông vào mọi người lắc đầu đột nhiên có người nhảy vào trong hàn đàm không hề sợ hãi hắn là hậu nhân hải thần mặc thương hắn phát ra một luồng kim quang đại kích trong tay hướng về phía kiếm thai muốn thu lấy nhưng pháp khí bên trong đầm đều có linh tính như con cá du động nhanh chóng né tránh không để hắn có cơ hội thứ tốt bên bờ hùng hài tử nước miếng chảy ào ào nó trực tiếp lấy ra túi càn khôn sau khi mở ra từng luồng hào quang phát ra nó muốn dùng pháp bảo thu lấy ẩm nước trong hàn đàm cuồn cuộn dâng lên che kín trời đất áp tới bảo cụ không có xuất hiện chỉ do thần tính của hàn đàm đánh tới mọi người sợ đến vãi cả linh hồn lập tức xoay người chạy trốn cái tên hùng hài tử này cũng rất đáng hận lỗ mãng như vậy sẽ gây chết người a mọi người thi nhau nguyền rủa nó Thạch Hạo bị dòng nước cuốn lấy đóng băng ngay lập tức nó dùng sức cử động, khối băng lập tức vỡ nát túi càn khôn cũng không thể thu được những món pháp khí kia. Những người phía xa nhìn sang, lông tóc dựng đứng, tên nhóc này quả nhiên đáng sợ, nó không sợ hàn đàm. Ào ào, bọt nước văng lên. Thiếu niên hàn thiên của tộc hỏa viêm ngư cũng nhảy vào trong hàn đàm, cùng lúc đó có mấy vị tôn giả cũng hành động, tranh nhau nhảy vào đầm nước lạnh băng, muốn tranh đoạt bảo cụ những vật như vậy dù là tôn giả cũng đứng ngồi không yên đáng giá bọn hắn liều mạng chém giết nếu có thể đoạt được dùng tinh huyết cẩn thận tế luyện tất nhiên có thể biến thành thánh vật của ta của ta đều là của ta hùng hài tử gào to cuối cùng nó cũng nhảy xuống bắt đầu truy đuổi những khí phôi kia ngoài xa những sinh linh lục địa nhìn thấy một màn nay nội tâm rung động vô cùng nhất là những người quen thuộc tính cách của nó ví dụ như vân hy sau khi nghe được câu nói kia đầu cũng có chút to lên ra hỏa hùng tàn này lại muốn phát uy quả nhiên những kẻ không may đầu tiên là một sinh linh thuần huyết đến từ thái cổ thần sơn sau khi cùng hùng hai từ đụng phải cùng nó tranh đoạt một cái bảo tháp giao chiến trong chốc lát liền bị đánh bay ra ngoài miệng thổ huyết thiếu chút nữa mất mạng đây chính là một sinh linh thuần huyết đã trưởng thành hắn đã hai mươi mấy tuổi là thời điểm bắt đầu quật khởi cũng khinh thường những người trẻ tuổi khác kết quả chỉ thiếu chút nữa đã bị đánh chết đột nhiên sinh linh trong hàn đàm hướng về phía thạch hạo phóng tới cùng nhau vây công nó cùng nó tranh đoạt bảo tháp lung linh trói sáng đó trời à đó là thánh tháp sử dụng hỗn độn thổ tạo thành so với long cốt thiết đúc thành kiếm phôi còn chân quý hơn nhiều thế gian hy hữu trên bờ có một vị lão tổ kinh hô hỗn độn thổ tuy được xưng là thổ nhưng nó tuyệt đối là thánh vật bảo cụ do nó tạo thành tuyệt đối không thể phá hủy bên trên tòa tháp còn có một ít phù văn được lưu lại từ thời đại hỗn độn không nói thứ khác chỉ riêng hỗn độn phù văn lưu lại này thôi cũng đủ cho người khác điên cuồng có thể nói là trí bảo ban đầu không có ai chú ý đến nó đợi đến khi thạch hạo xuất thủ muốn đoạt lấy mấy vị tôn giả cũng những sinh linh thái cổ thần sơn mới bị kinh động cùng nhau lao đến tranh đoạt tòa tháp này rất đặc biệt linh tính rất mạnh nó xoay quanh thạch hạo mấy lần đều không thấy bắt được nó lúc này những người khác cùng lúc tấn công tới khiến cho thạch hạo càng thêm khó khăn các người đều chết hết đi. Hùng hài tử tức giận nó điên cuồng thúc giục thần lực đoạn kiếm trong tay liên tục huy động trong hàn đàm. Từng luồng hào quang phát ra đại chiến với những người này lập tức bộc phát. Keng, Mạc Thương cũng tới đại kích màu vàng trong tay bổ về phía nó. Kết quả là bị đoạn kiếm ngăn lại. Một vị tôn giả hét lớn há mồm phun ra một đám phù văn giống như tinh hà mênh mông bao phù thạch hạo chấn áp nó xuống tòa tháp do hỗn độn thổ tạo thành lập tức chìm xuống đáy hàn đàm theo thạch hảo. Hùng hài tử giận dữ, lập tức cuồng bảo, mười tòa động thiên mở ra, hóa thành mặt trời chói mắt. Nó đứng tại chính giữa, ngay cả cơ thể động thiên cũng xuất hiện, từng luồng tinh khí phun ra. Nó điên cuồng cùng những người này đại chiến, tất cả chiêu thức đều sử dụng, ví dụ như một sinh linh thuần huyết không may bị đả thần thạch đánh trúng, xương mũi bị gãy. Miệng mũi phun máu, hai năm trước ma nữ từng dạy cho thạch hạo một đoạn chú ngữ có thể khống chế đả thần thạch khiến uy lực của nó tăng lên, liền sinh linh thuần huyết cũng bị đánh trọng thương. Vị cường giả trẻ tuổi đến từ thái cổ thần sơn này đau chảy nước mắt cực kỳ phẫn uất. Đả thần thạch gào khóc kêu đau, tại nơi này bay loạn, trong chốc lát rất nhiều người đều trúng chiêu. Nguyên một đám người chán chảy máu, khóe mắt nứt ra, sắc mặt tái nhợt tức không chịu nổi. Dù là mạc thương cũng trúng chiêu, chiếc mũ màu vàng trên đầu bị đánh nát, lúc này tóc tay rối loạn. Có chút chật vật, mọi người ngẩn ra, cuối cùng khối đá điên cuồng kia ngừng lại chìm xuống đáy nước, không có tiếp tục công kích bọn hắn. Của ta, của ta, đều là của ta. Đả thần thạch gào to. Nó lập tức truy kích bảo tháp tạo thành từ hỗn độn thổ kia, muốn ăn sạch. Đến khi thạch hạo lao xuống, phát hiện nó một bên kêu đau một bên dùng sức cắn, muốn ăn hết hiển nhiên nó nuốt không trôi đầy cũng không chỉ đơn thuần là hỗn độn thổ sau khi trở thành khí phôi bảo tháp còn có một chút phù văn pháp tắc khó có thể tổn hại linh lùng tháp mặc dù có linh tính nhưng còn không phải là loại vật có thần tính kết quả bị thạch hạo bắt được đưa cho ta đi sau này ta tuyệt đối nghe lời đả thần thạch kêu lên bởi thứ đồ này quá quan trọng với nó nếu có thể luyện hóa nó có thể tiếp tục lột xác cho ta đột nhiên một luồng ý chí yếu ớt vang lên trong nội tâm Thạch Hảo. Ai, hùng hài từ kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi như vậy. Từ sau khi tiến vào vùng hải vực cấm kỵ này, nó còn chưa sợ bất cứ thứ gì. Luồng ý chí này mặc dù yếu ớt nhưng lại khiến cho thần hồn người khác run rẩy, cảm giác như cả vùng trời đất này muốn tan vỡ, giống như muốn tách cả thiên địa một đồ vật sáng long lanh xuất hiện trước mặt nó từ trên tóc nó rơi xuống đúng là khối tháp cao chưa đầy một tấc khối tháp đã rơi lên bên trên hỗn độn thổ là ngươi thạch hạo giật mình đây là lần đầu tiên thứ này có phản ứng hơn nữa có mở miệng nói chuyện dọa cho nó kêu to một tiếng trao đổi cốt tháp sáng long lanh chỉ nói một câu ngắn gọn cũng không tỏ ra bá đạo thạch hạo khó hiểu hỏi nó dùng cái gì trao đổi cốt tháp truyền ra một luồng thần niệm chấn động Bảo cho nó biết có thể đạt được một lần cơ hội sử dụng nó, nếu như gặp tuyệt cảnh, có thể chấn giết kẻ địch, có thể phá vỡ hư không bỏ chạy. Thạch hạo khẽ giật mình. Đơn giản mà nói là một cơ hội cứu mạng. Được rồi, nó gật đầu đồng ý, hỗn độn thổ tạo thành khí phôi mặc dù tốt nhưng cũng không so với mạng của mình. Trao đổi như thế cũng không tính là thiệt, bởi nó tin tưởng thực lực của tòa cốt tháp này. Là bảo khí khiến cho liễu thần thần sắc nghiêm túc không muốn đề cập rắc rác tiểu tháp trực tiếp khiến cho hỗn độn thổ vỡ nát sau đó nuốt vào một khối lớn ở giữa đại ca chừa cho ta một chút đả thần thạch kêu thảm sau đó hấp tấp chạy tới muốn nịnh hót rắc rác tiểu tháp cũng không để ý đến nó ăn hết hơn phân nửa hỗn độn thổ cuối cùng lưu lại một chút mảnh vụn không động đến sau đó nó tự động quay trở về trên tóc thạch hảo một ít bột phấn rơi xuống từ trong cốt tháp hiển nhiên tiểu tháp đã luyện hóa được hỗn độn thổ sau khi hấp thu bộ phận tinh hoa và hỗn độn tàn văn, nó liền yên tĩnh bất động. Đại ca, cảm ơn. Đả thần thạch thấy thế lập tức vui vẻ, nó biết rõ chút ít mảnh vụn còn thừa lại này đối phương không quan tâm, nó trực tiếp nhào tới điên cuồng cắn. Nguyên bản nó cắn không được, nhưng chỉ chút ít mảnh vụn như vậy thì hoàn toàn không có vấn đề, nó ăn như hổ đói. Hùng hài tử cảm thấy hâm mộ vô cùng, hỏi, ăn ngon như vậy sao? vừa nói nó vừa thò tay ra muốn cầm lấy một khối đà thần thạch lập tức kêu lên thảm thiết nói không được đoạt của ta những vật này ngươi nuốt không vô sau đó nó rất nhanh che lấy những thứ đó sau đó nuốt xuống toàn bộ hùng hài từ hậm hực nói ta là loại người bụng đói ăn quàng hay sao chứ đúng đà thần thạch rất dứt khoát trả lời ầm đột nhiên trời sụp đất nứt một âm thanh đáng sợ truyền đến giống như một lần nữa khai thiên tích địa, liền hỗn độn khí cũng xuất hiện. Thạch hạo kinh hãi, nó vội vàng vọt lên sau khi nhảy ra khỏi hàn đàm. Nó liền nhìn về phía trước. Phía trước động phủ là một vùng trói sáng, một tòa đại điện to lớn mở ra, nơi đó có một con côn bằng bể nghễ thế gian, phát ra ánh sáng trói mắt, hỗn độn khí bao phủ. Cực kỳ khủng bố đây là một tòa điện phủ cổ xưa cực kỳ to lớn và hùng vĩ bên trên là bầu trời sao mênh mông dường như nó nối liền với ngoại vực bên dưới là hỗn độn khí tràn ngập cả cung điện mọi người ngẩn ngơ không có người xông lên tòa cung điện này tự mở ra cửa đá rộng lớn cao mấy vạn trượng giống như mở ra một vùng thế giới ở bên trong cung điện một con côn bằng trông rất sống động con mắt màu vàng như hai mặt trời nó nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người hình thái của nó không ngừng biến hóa trong chốc lát toàn màu vàng óng sen lẫn đường vân màu đen giống như một con đại bàng bay lượn trong trời sao cực kỳ khổng lồ trong chốc lát lại như trầm mình trong hỗn độn giống như một con cá lớn màu đen lưng rộng không biết mấy vạn dặm mênh mông bát ngát tất cả mọi người ngây dại đây là một con côn bằng còn sống sao đây không phải là một tòa kiến trúc tầm thường mà giống như một thế giới hùng vĩ côn bằng bể nghễ thiên hạ, khinh thường thế gian, nó vừa hiện thân tại nơi này rất nhiều sinh linh đã chịu không nổi, trực tiếp quỳ sát xuống đất thần uy cuồn cuộn tỏa ra, khí thế vô địch. Tại sao có thể côn bằng nó vẫn còn sống ư? Mọi người run rẩy năm tháng trôi qua thương hải tang điền, bách thế chìm nổi, sinh mạng ấn ký của nó đáng lẽ không còn tồn tại mới đúng tại sao vẫn còn tại nơi đó nghe đồn côn bằng đã chết từ thời kỳ thượng cổ, không giống như giả, hiện tại lại xuất hiện lập tức khiến cho những người này sợ hãi. Chủ nhân thần sao còn sống, mà bọn hắn lại tới nơi này tranh đoạt bảo thuật, không phải là muốn chết sao? Vù vù, sau một khắc con côn bằng khổng lồ kia biến mất, đại điện trở nên trống trải liền trở nên yên tĩnh, không khí trầm lặng, không còn khí tức khủng bố như vừa rồi. Ô, chuyện gì xảy ra? Vì sao không thấy nó nữa? ta hiểu rồi đây là bảo thuật côn bằng là thần tích nó hiền hóa ra ta khẳng định nó nấp ở trong cung điện nơi này lập tức xôn xao tất cả cùng nhau xông về phía trước vô luận là cường giả một phương hay là tôn giả cao cao tại thượng đều khó có thể giữ bình tĩnh con mắt đỏ lên tranh nhau tiến vào cung điện cổ xưa bảo thuật như thế được xưng tụng cái thế nếu có thể nghiên cứu hoàn toàn liền xem như đứng trên đỉnh thiên hạ trong tương lai mặc kệ đại kiếp nào cũng có thể vượt qua Bên trong cung điện sương mù rất nhiều, nhưng cũng chỉ tới đầu gối, giống như tiến vào tiên cung. Sau khi tiến vào mới có thể cảm giác được sự mênh mông rộng lớn của nó. Mọi người phóng vào bên trong, cũng không biết đã chạy bao lâu cũng không thấy điểm cuối, cho đến thật lâu sau đó mới phát hiện một tòa tế đàn cổ xưa trong không trung. Ở nơi đó, giờ khác này mọi người lại lần nữa cảm thấy cỗ khí tức kia, lập tức đoán được tòa tế đàn kia hơn phần nửa là cung phụng nguyên thủy phù cốt của côn bằng là do nó lộ ra dị tượng trong trời đất mới rồi còn hiển hóa ra chân thân. Trong lúc nhất thời các loại hào quang vọt lên, bảo cụ bay lên không phóng về phía tế đàn. Tế đàn cao lớn như một ngọn núi. Được xây dựng từ những khối đá to lớn màu nâu xám, phong cách hoạt nhìn cổ xưa vô cùng, không có khí tức thần thánh nhưng lại càng tiếp cận với đạo. Đại đạo cực kỳ đơn giản. Cũng không phải khung cảnh phồn hoa nếu có chỉ là một loại đồng điệu với thiên địa rất nhiều người suy đoán nơi này hơn phân nửa là mộ của côn bằng là nơi táng thân cuối cùng của nó vì vậy mới có thể phát ra ấn ký chấn động trời đất như thế tất cả mọi người xông lên tòa tế đàn nơi đây không có phù văn sát trận côn bằng khinh thường làm như vậy bởi nếu nó muốn chém giết những người này thì không ai có thể tiến đến nơi này đây là tế đàn hay là một tòa thái cổ thần sơn mọi người rung động trên tòa tế đàn hùng vĩ này dọc theo khe đá có linh dược, linh khí mờ mịt, hơn nữa còn có một dòng thác hùng vĩ chảy xuống, tinh khí cuồn cuộn. Tin tưởng vững chắc đóa linh dược này không phải trồng thành. Mà bởi nơi này tụ tập thiên địa linh khí, do tinh khí quá nồng đậm sau đó sinh ra bảo dược này. Đó là, chuẩn thánh dược, mọi người khiếp sợ, trên con đường dẫn tới nơi cao nhất của tòa tế đàn, phía dưới thềm đá có một cây dược thảo không giống bình thường, bao quanh là mưa ánh sáng, cực kỳ huyễn lệ đây là một cây tinh thần thảo là một loại linh tí hiếm thấy có thể tiến cấp lúc nó sinh trưởng ra bốn phiến lá sẽ thành linh dược chân quý mà cây linh dược trước mắt này lại sinh ra bảy phiến lá cây ánh sáng trói mắt tiến hóa đến mức này sắc thái cả cây cũng thay đổi bảy phiến lá cây ánh sáng long lanh màu sắc không giống nhau tương ứng như màu sắc cầu vồng ánh sáng khiến người ta mê mẫn quan trọng nhất là mỗi phiến lá cây đều có hoa văn khắc sâu lưu truyền ánh sáng mịt mờ giống như những ánh sao trông thật mỹ lệ tinh thần thảo thật sự có thể mọc ra bảy lá cây à mọi người rung động bình thường tinh thần thảo rất hiếm thấy lúc phát hiện đều là bốn lá cây gốc cây trước mắt này thật sự rất nghịch thiên một khi mọc ra lá cây thứ tám sẽ là thánh dược ồ không đúng các ngươi xem lá cây thứ tám đã lộ mầm rồi nó sắp biến thành thánh dược có người kinh hô ở trên ngọn gốc tinh thần thảo kia đã xuất hiện một cái chổi non một đoàn ánh sáng bao lấy nó tràn đầy khí tức sinh mệnh điều này khiến cho người ta điên cuồng chỉ cần đào đi sau đó tận lực bồi dưỡng tưới thêm linh tuyền gốc cây này tất nhiên sẽ thành thánh dược thế gian hãn hữu khi từ thánh dược lọt vào tai mọi người xôn xao trong lúc nhất thời các loại phù văn bay lên tất cả tranh nhau xông về phía trước ẩm đột nhiên một dòng tinh hà rủ xuống những người xông tới phụ cận bị đánh bay ra ngoài những người khác lập tức dừng lại, nội tâm nhảy lên, chỉ thiếu chút nữa đám người kia cũng bị đánh trúng, dòng tinh hà này giống như một chùm tia sáng đủ để đập vỡ cả núi sông. Thứ đó là vài món binh khí, những kiếm thai chứng kiến không lâu trước đó tại trong Hàn Đàm đều trốn đến nơi này. Bởi vì Thạch Hạo bắt đi tòa tháp xây từ hỗn độn thổ, khiến cho những phôi thô linh tính rất mạnh này chấn kinh, tất cả đều chạy đến nơi này. Cũng không phải tất cả đều là phôi thô trong đó cũng có chút ít binh khí, chính là thần vật truyền từ thái cổ. Pháp khí của côn bằng là những binh khí nó đã dùng qua. Không có điều gì khiến cho những người này kinh tiếc hơn, bỏ qua những bảo thuật vật chân quý nhất của côn bằng chính là những thứ này. Không ngờ tất cả đều được trưng bày tại trên tòa tế đàn này. Nơi cao nhất có tám chín kiện binh khí đã phập phồng, thần mang lượn lở, không chỉ có phôi thô, còn có một thanh trùy thủ tinh xảo. Một cây quạt màu vàng, một cây thước màu đen mà binh khí đặc biệt nhất ở trung tâm nó được những pháp khí khác xoay quanh bản thân nó còn lưu động hỗn độn khí mờ mịt cực kỳ khủng bố chấn động thế gian cẩn thận quan sát không ngờ nó đã bị đứt rời đó là một cây đại kích phong cách cổ pháp ngay cả lưỡi kích cũng ảm đạm không còn ánh sáng nó đã bị cắt thành ba đoạn bao quanh nó là khí hỗn độn dày đặc thiên hoang đây là binh khí trong truyền thuyết trí cao trong thiên giai một trong mười đại binh khí thời thái cổ dù là tôn giả cũng sợ ngây người bọn hắn cảm thấy rung động vô cùng thân hình khẽ run lên kích động khó có thể tin nổi nó chính là binh khí thần thoại trong truyền thuyết thiên hoang là binh khí theo côn bằng chinh chiến cả đời đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bất luận là bảo cụ nào tại trước mặt nó đều biến thành bột mịn có người nói nó là dùng chân long tế luyện cũng có người nói là do côn bằng tự dùng phu cốt của mình tế luyện sinh ra Mặc kệ nói như thế nào, sự cường đại của nó là không thể nghi ngờ, không thể phá vỡ. Chảm thần sát ma, tàn sát hung thú thần cầm thiên cấp, không gì không phá nổi. Ở trong thời kỳ thái cổ, thanh binh khí này dính đầy thần huyết, không biết giết bao nhiêu cường giả. Khiến vạn tộc kinh sợ. Nhắc đến hai chữ thiên hoang, bất luận là ai cũng hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy dùng mình. Lúc này nó lại được đặt tại nơi này, điều này khiến cho những người này điên cuồng, đồng thời cũng có chút nghĩ không tê hông nó rõ ràng đã bị cắt đứt thành ba đoạn điều này làm sao có thể chưa hề nghe nói quả nó đã từng bị bẻ gãy mọi người chỉ biết nó cũng chủ nhân biến mất chìm vào bên trong thần xào không thấy ánh mặt trời hiện tại xem ra trong chuyện này còn có ẩn tình năm đó đã xảy ra đại chiến kinh khủng cỡ nào liền thiên hoàng cũng đã gãy đoạn quá ghê gớm đó là một chuyện kinh khủng cỡ nào côn bằng cầm thiên hoàng trong tay là đại biểu vô địch rõ ràng bị dồn đến bước này chẳng lẽ chuyện côn bằng vẫn lạc cùng điều này có quan hệ rất nhanh mọi người cũng đau đầu rồi kể cả các tôn giả cũng nhíu mày thiên hoang mặc dù đã bị cắt thanh ba đoạn cũng rất mạnh mẽ bọn hắn thu không được nhất là tu vi của bọn hắn cũng bị áp chế chỉ có linh thân đang ở nơi này thì càng không có hy vọng gì vừa rồi dòng tinh hà kia là do thiên hoang phóng xuất cũng không có ý công kích người khác chỉ tùy tiện là mưa ánh sáng bay xuống đã kinh khủng như vậy Ai có thể chống lại nó phía trước có một tòa thần tàng trưng bày trí bảo từ thời Thái cổ nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn loại tâm tình này thực sự là phức tạp vô cùng mọi người như bị kiến bò trong người cực kỳ buồn bực nhiều binh khí trưng bày như vậy tuy nhiên lại không có cách nào tới gần giống như cha tấn người ta côn bằng xào đã nứt ra nó không nên làm khó hậu nhân mới đúng nó muốn lưu lại truyền thừa cho đời sau bằng không thì chúng ta cũng không tiến được đến nơi này có người nói nhỏ bắt được mấu chốt của vấn đề mọi người lập tức trầm mặc khi nhau phát ra thần thức cố gắng cùng binh khí trên tế đàn câu thông hy vọng nhận được sự tán thành của bọn chúng đáng tiếc bọn hắn liền thất vọng không chỉ thiên hoang chính là cây quạt màu vàng cây thước màu đen cũng với trùy thủ tinh xảo đó cũng đều không có phản ứng thậm chí là những kiếm phôi cũng bỏ qua bọn hắn thánh dược thần binh một đám đều xuất hiện tại đây thật sự là tiệt thế thần tàng thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lại không thể tới gần không người nào có thể chịu được, nhất định phải đoạt được. Mạc thương nhìn chầm chầm vào thanh thiên hoang đứt đoạn kia con mắt chớp động hào quang điên cuồng, hắn cực kỳ yêu thích nó. Bởi hắn vốn là dùng chiến kích. Không riêng gì hắn, mấy người trẻ tuổi đến từ thái cổ thần Sơn con mắt cũng ẩn hiện thần mang, khát vọng vô cùng, thần binh trong truyền thuyết không phải phối xứng với cái thế anh hùng hay sao. Bọn hắn huyết khí phương cương, đúng là thời điểm bắt đầu ước mơ về những truyền thuyết tôn giả cũng không ngoại lệ, đạt được thanh binh khí này thì có thể thủ hộ tộc của bọn hắn bền vững. Đứt đoạn cũng có thể chữa trị đấy. Thạch hạo tự nói, lần đầu tiên nhìn thấy thanh binh khí này nó liền không thể rời mắt, chỉ mong cầm vào tay có thể tung hoành trên trời dưới đất. Chư vị, hiện tại chỉ có một biện pháp, đó là đem tàn cốt côn bằng, lân phiến, lông vũ đều lấy ra mới có thể leo lên tòa tế đàn này, bằng không thì chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Có người mở miệng mọi người gật đầu đồng ý thế lực lớn đến đây thật sự rất nhiều chủ nhân hải thần đảo tôn giả một phương ít nhiều cũng có vài người xuất ra một ít tàn cốt cứ như vậy thạch hảo cũng xuất ra một mảnh đó là do nó và ma nữ liên thủ cướp được của mạc thương trước khi ly khai ma nữ đã đưa lại cho nó mạc thương sau khi trông thấy chân mày dựng lên cực kỳ giận dữ cuối cùng mọi người cầm những thứ này leo lên nơi cao nhất của tế đàn những món binh khí kia quả nhiên không công kích bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không dám đi hái thánh dược càng không dám động đến cái thước màu đen trùy thủ bảo quạt màu vàng và thiên hoang giờ khác này ánh mắt mọi người khó có thể di chuyển tất cả đều chăm chú nhìn vào một bệ đá trông giống như một cái quan tài nó nằm ngang tại phía trước ở bên trên bệ đá đó có một khối cốt màu vàng bên trong sen lẫn đường vân màu đen phù văn chẳng chịt lưu truyền áo nghĩa chư thiên là nó chính là nó có người kêu to tất cả mọi người biết rõ thứ kia chính là nguyên thủy phù cốt của côn bằng nó thật sự ở tại nơi này bao hàm thần thông chí cao của côn bằng được xưng một trong mười đại bảo thuật thời thái cổ hao hết thiên tân vạn khổ là vì sao còn không phải là vì cái bảo thuật này hay sao, bây giờ nó ở ngay trước mắt có thể nào không khiến người khác động tâm. Không có gì quý giá hơn nguyên thủy phù cốt, không có thiếu sót. Nó lưu giữ từng chút một bí pháp của côn bằng, bên trong ẩn chứa áo nghĩa trí cao vô thượng. Phù văn lưu động, hào quang lóe sáng, giống như một giải ngân hà phiêu phù tại nơi đó, mặc dù chỉ là một khối phù cốt nhưng lại như ẩn chứa ý chí cả vũ trụ. Dường như áp thẳng chín tầng trời, đại đạo quán trú bên trong ẩm côn bằng dương cánh pháp tướng của nó hiện ra giống như trước đó trực tiếp che kín thiên địa bay lượn trên chín tầng trời thần thể khổng lồ kia rạch ngang trời cao quả nhiên dị tượng khi đó là do khối cốt này dẫn phát đây chính là chiến ý bất diệt còn có tín niệm vô địch của côn bằng lưu lại mặc dù đã chết cũng khó có thể phai mờ từng đám người thay nhau ngã trên mặt đất dù là tôn giả cũng không chịu nổi uy áp thân thể lung lay suýt nữa quỳ xuống về sau con bằng biểu này hóa thành cá lớn màu đen giống như một vùng đại lục trôi nổi cuối cùng ẩn vào sâu trong hỗn độn cuối cùng biến mất nó lại một lần nữa hóa thành phù cốt yên tĩnh nằm tại nơi đó nó như đại biểu áo nghĩa trí cao vô địch đáng tiếc ta không có cầm được nó không thể triệt đề lĩnh ngộ nếu không sẽ có một cơ hội ngộ đạo thật tốt có người run giọng nói nó bị đứt rời cũng không phải nguyên vẹn đúng lúc này có người kinh hô bên trên khối cốt có một vết nứt tuy nhiên để hợp lại với nhau nhưng rõ ràng có thể tách ra điều này khá tốt không có thiếu thốn phù văn bên trong có lẽ không có ảnh hưởng gì nếu đạt được có lẽ vẫn còn có thể nghiên cứu bí mật trong đó những người này sau khi cẩn thận quan sát đều thở phải một hơi khối cốt mặc dù đã nứt ra nhưng cũng không thiếu thốn gì tổ hợp lại với nhau thì vẫn có thể tìm tiến hành tham ngộ có chút cổ quái Thạch Hạo tự nói, nó từng đi trên con đường tu luyện của côn bằng, dùng phương pháp tương tự rèn luyện bản thân. Trước đó còn từng trông thấy một ít phù văn bên ngoài côn bằng sao. Hiện tại trong lòng nghĩ đến, như có điều ngộ ra. Một vị giáo chủ quát nhẹ, hắn hạ lệnh cho môn hạ đệ tử sông tới, bởi trước đó có mấy lần thăm dò đều không có phù văn ngăn cản, như vậy bọn hắn có thể tới gần. Lúc này những người khác đều vui mừng. Cũng sông về trước trong nội tâm hiện lên rất nhiều ý niệm thái của thần tàng mở ra chính là dành cho hậu nhân mới đúng bằng không thì côn bằng sẽ không lưu lại mà trực tiếp hủy diệt rồi cái nguyên thủy phù cốt này chính là mấu chốt có lẽ sau khi đạt được nó thì có thể khống chế tất cả nơi đây thậm chí có thể lấy được thiên hoang nắm giữ vài món vũ khí đáng sợ kia nữa điều này không phải là không có khả năng khi nghĩ đến loại tình huống này tất cả đều tâm huyết sôi trào liều chết sông về phía trước Từng đám cường giả nối nhau tiến lên, Tôn giả cũng hành động, bọn hắn không cần tiếp tục ẩn nhẫn nữa. Hiện tại chính là lúc bộc phát, ai có thể vô địch nơi đây, ai có thể chiến thắng, người đó có thể đạt được bảo thuật. Giết, Thạch Hạo bị bức phải xuất thủ, vốn là nó còn muốn đợi một lúc. Không hề nghĩ tới khi những người này bắt đầu hành động, các loại phù quang bay múa bao phủ toàn bộ khu vực này. Nếu ai không xuất thủ chính là một cái bia ngắm sống một ít tán tu cường đại tung hoành nơi đây, trừ bản thân mình ra tất cả đều là kẻ địch. Người đầu tiên cùng thạch hạo đối trưởng liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể nổ tung ở trên không, trước khi chết hắn rất hối hận, rõ ràng không nhìn kỹ đã xuất thủ. Kết quả là chết thảm. Thạch hạo trực tiếp mở ra một con đường bay thẳng đến vị trí trung tâm, nhanh chóng tiếp cận bệ đá kia. Nó sắp lấy được bảo cốt. Nó biến ra một bàn tay ánh sáng nhanh chóng chụp về phía nguyên thủy phù cốt lúc sắp vào tay nơi đó lập tức dâng lên một đoàn ánh sáng đẩy bàn tay nó ra ngoài. Ồ, oh, nó kinh ngạc đây là bảo cốt đang kháng cự, không cho phép có người tiếp cận. Nhưng mà cũng không có phản kích kịch liệt, tùy khiến cho người ta tiếc nuối nhưng đó cũng là hiện tượng tốt, nơi đây không có nguy hiểm gì lớn, cái khối cốt này vẫn có thể đoạt được. Chỉ là không biết phải tốn bao lâu. Mọi người thấy thế đều lắp bắp kinh hãi, thiếu niên này thật lợi hại, một đường thế như trẻ che giết đến nơi đó. Bọn hắn lập tức lao lên ngăn cản, ẩm một vị tôn giả xuất thủ từ ngoài xa đã thi triển một loại bảo thuật tấn công nó, một con bệ ngạn gào thét đánh tới, cả người phát ra kim quang. Thạch hạo hai tay vung lên, một vòng mặt trời xuất hiện, mãnh lực đẩy ra xung quanh, oanh một tiếng, ánh chớp chói mắt lôi đình đánh về phía con hung thú lập tức nổ tung. Con bệ ngạn bị đánh nát, điện mang đánh cho một đám người toàn thân cháy đen, cả đám ngã xuống mặt đất, vị tôn giả kia cũng vội vàng tránh né ở hướng khác chiến đấu cũng rất kịch liệt cũng có người nhanh chóng tiếp cận khu vực trung tâm tránh ra bằng không tất cả đều phải chết hậu nhân hải thần mạc thương giống như đi vào trốn không người hắn trực tiếp đánh thẳng về phía trước phụt một tiếng huyết quang bắn tung tóe mấy vị tông lão của nhân ngư tộc bị hắn chém thẳng tới chết oan uồng mạc thương ngươi khinh người quá đáng một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện đây là một người cá nữ tính nửa người dưới là thân cá màu bạc nửa trên là thân người thân thể trắng nõn bộ ngực dùng vỏ sò che chắn mái tóc tung bay trong con mắt bắn ra hai luồng thần mang tay nàng cầm một thanh pháp trượng dài hơn thước bên trên khảm nạm một viên thần thạch sáng chói pháp trượng chỉ hướng sang bên này trong chớp mắt các loại phù văn như sóng lớn ập tới Mạc Thương sừng sững đứng tại nơi đó, hắn không sợ một đòn tấn công này, nhưng những chiến bộc phía sau hắn tất cả đều biến sắc. Nhanh chóng tránh sang, đại kích trong tay Mạc Thương vạch một cái, một chùm tia chớp màu vàng bắn về phía màn sáng phù văn kia. Hắn cực kỳ cường thế đánh thẳng về phía trước. "Giết!" Trên gương mặt thiếu nữ thiên tài nhân ngư tộc tràn ngập sự phẫn nộ, mái tóc tung bay, pháp trượng trong tay bộc phát ra hào quang thông thiên mãnh lực vung lên, hàng vạn luồng lôi điện lập tức đánh xuống. Đám chiến bộc sau lưng mạc thương liền kêu lớn, thân thể cháy đen, rất nhiều người ngã xuống hồ nước, bọn hắn chết oan uổng. Dám đả thương người của ta, người chạy đi đâu? Mạc thương hét lớn, dũng mãnh không thể cản, đại kích hoành tảo, hắn đột phá màn sáng Chói mắt kia trực tiếp tiến đến phụ cận. Sau một phen đại chiến, thiếu nữ nhân ngư tộc không địch lại được điều này cũng đủ khiến cho người khác giật mình, mặc thương tung hoành vô địch vùng hải vực này suốt hai năm qua. Liền tôn giả cũng không dám cùng hắn phát sinh xung đột qua đó có thể thấy được sự khủng bố của hắn. Bên kia mấy vị sinh linh thuần huyết đến từ Thái Cổ Thần Sơn liên thủ với nhau. Bọn hắn cực kỳ dũng mãnh, dễ dàng đánh tới khu vực phụ cận bảo cốt. Giết! tất cả giáo chủ đại phái cũng đều hiện thân bọn hắn không tiếp tục ẩn phục mà đại khai sát giới sau khi vọt tới phụ cận cũng tranh nhau vươn tay muốn lấy khối bảo cốt kia đúng lúc này một cái đèn thần sáng lên thiếu niên hàn thiên xuất hiện cầm thần chiếu đăng trong tay hắn nhẹ nhàng thổi bấc đèn liền bộc phát ra một đoàn liệt diễm mãnh liệt lui những nhân vật cấp giáo chủ đều kinh hãi nhanh chóng tránh lui khỏi biển lửa kia đây chính là pháp khí thời thái cổ một cái đèn yêu tà tương truyền dầu thắp có thể là thần huyết. Mờ, một vị tôn giả ra tay, trong tay hắn là một kiện cổ bảo, một màn nước xuất hiện rơi xuống vùng đoàn liệt diễm kia. Đoàn liệt diễm kia gặp nước bốc cháy càng mãnh liệt, xẹt một tiếng trực tiếp khiến màn nước bốc hơi, sau đó còn tiếp tục lan về phía trước, trực tiếp thiêu hủy một nửa tay áo của vị tôn giả đó. Suýt nữa khiến thân thể của hắn cũng gặp nạn. Nơi này xảy ra đại hỗn chiến quần hùng tranh phách vừa có người tới gần bảo cốt lập tức sẽ lọt vào sự tập kích của người phía sau. Khiến bọn hắn không thể không tránh lui. Thu, hùng hài từ cực kỳ hung tàn, sau khi đánh bay đám người xung quanh tạo ra một khoảng sân trống, nó liền xuất ra túi càn khôn, một màn sáng phát ra từ cái túi bao phủ phía bệ đá. Thế nhưng không có thu được, bất đắc dĩ nó đành ra sức đánh về phía trước. Hùng hài từ dốc sức liều mạng là một chuyện rất đáng sợ, rất khó có người có thể ngăn chờ những người này không phải đối thủ của nó, dù là tôn giả khi đối mặt với nó cũng có chút yếu thế. Đột nhiên, một cây đại kích từ bên cạnh bổ tới, mạc thương xuất thủ, âm thanh ầm ầm chấn động, kim quang như sóng lớn, những người xung quanh không thể địch nổi. Sau khi va chạm đều bị đánh nát, tránh ra, thạch hạo quát, nó cầm đoạn kiếm bổ tới, giữa hai người bộc phát ra hào quang chói mắt. Một đám người ở phụ cận bị đánh bay ra ngoài, người vẫn là đi xuống đi. Mạc Thương lạnh giọng nói, hắn muốn đánh Thạch Hạo xuống khỏi tòa tế đàn này. Ẩm, bên kia, thần chiếu đang phát huy trực tiếp bao phủ hai người bọn họ thần hỏa thiêu đốt khiến cho bọn hắn không thể không chống lại. Nơi này là trở nên hỗn loạn, Thạch Hạo thay đổi rất nhiều đối thủ. Mấy lần vọt tới bên cạnh bệ đá đều bị một đám người quấy nhiễu, khiến nó không cách nào đoạt được bảo cốt. Một lần tiếp cận thành công nhất là lúc nó đã tiến đến vụ cận, dụng lực chộp về phía trước cơ hồ đã xuyên qua màn sáng đụng vào khối phù cốt kết quả là bị mấy vị tôn giả đánh bay. Hùng hài từ cực kỳ tức giận, nó trực tiếp tiến vào trạng thái cuồng bạo, 10 tòa động thiên đều hiện ra, bồi bổ thân thể động thiên, tay trái nó cầm đoạn kiếm chém loạn. Tay phải thi triển bảo thuật toàn nghê hóa ra một đoàn lôi đình, sau lưng là côn bằng vỗ cánh, nó vọt mạnh về phía trước. Ẩm, đây là một trận đại chiến kịch liệt, một vị tôn giả thổ huyết hắn trực tiếp bị đánh bay, linh thân gần như bị diệt vong. Tiểu tử tóc xanh, người cũng tới cho ta. Nó mạnh mẽ lao tới, đánh cho một vị tôn giả phun máu, lại tiếp tục xông về phía mạc thương muốn giải quyết hắn. Cả hai va chạm kịch liệt với nhau. Thạch hạo nổi giận tóc đen trên đầu dựng ngược đoạn kiếm không ngừng bổ tới, mỗi một kiếm đều bổ lên bên trên đại kích màu vàng. Đốm lửa vang khắp nơi mạc thương thét dài cùng đối phương kịch chiến cả hai đều trở nên cuồng bạo về sau hắn cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi tên nhóc này mạnh đến không hợp thói thường lực lượng mạnh mẽ khiến cho cánh tay hắn cũng run lên trấn áp mấy vị tôn giả đều xuất hiện đánh tới cùng nhau tấn công thạch hảo bọn hắn cảm thấy tên nhóc này sau khi bộc phát thì quá nguy hiểm thật sự có xu thế vô địch cuối cùng rất nhiều người cùng nhau xuất thủ, bọn hắn đã hình thành một loại an ý, chỉ bởi hùng hài từ quá mạnh mẽ, sức cạnh tranh rất khủng bố, bọn hắn muốn liên thủ diệt trừ nó đi. Sau đó mới tiếp tục phân chia bảo vật, người cũng tới đây, lâm vào trong chiến đấu điên cuồng, thạch hạo dũng mãnh vô địch. Thậm chí ngay cả thiếu niên hàn thiên kia cũng trở thành mục tiêu công kích của nó. Giết nó đi, những vị tôn giả cười lạnh lão tổ khắp nơi cũng hét lớn bọn hắn càng thêm xuất lực nhiều người liên thủ như vậy chẳng lẽ còn không diệt được nó sao phía xa còn có rất nhiều sinh linh không có xuất thủ bọn hắn tự nhận là vô duyên với phù cốt của côn bằng không có tiến lên chịu chết mà là đứng ở nơi xa xem cuộc chiến sau khi nhìn thấy một màn này những người này cũng hít vào một hơi thiếu niên kia thật lợi hại đây là đang dùng sức một mình độc chiến quần hùng thật sự là đáng sợ thạch hạo giết tiến giết ra, dũng mãnh không thể ngăn cản. Sau đó toàn thân nó phát sáng, bên ngoài xuất hiện vòng xoáy màu vàng, tiếp nạp phù văn và tinh khí khắp nơi. Đây là diệu dụng của thân thể thành linh, có thể dẫn đạo linh lực cho mình sử dụng. Hơn nữa nó còn nắm trong tay kim tiền ba văn công của bằng tộc tốc độ tiếp nạp phù văn và tinh khí càng nhanh hơn nữa. Không tốt, ngay lúc này, Mạc Thương và Hàn Thiên cùng lúc kêu lớn bọn hắn đồng dạng cũng tiến vào cấp độ thân thể thành linh tất nhiên biết rõ hùng hài từ muốn làm gì ẩm sau khi tập hợp lực lượng của mọi người thạch hạo đột nhiên nhảy lên lao về phía trung tâm bệ đá vươn tay hướng về phía khối phù cốt kia chộp lấy màn sáng màu vàng bị phá vỡ thạch hạo đưa tay vào dò xét gần như sắp chạm đến khối phù cốt côn bằng kia điều này khiến cho những người khác biến sắc không tốt nhanh ngăn nó lại những người này kêu gọi đối phương là muốn lợi dụng lực lượng của tất cả mọi người để phá vỡ màn sáng cường đại kia, sau đó cướp lấy bảo cốt trí tôn. Đó là diệu dụng của thân thể thành linh, không chỉ có hô hấp. Lúc ngộ đạo tu hành tốc độ cũng tăng lên gấp đôi, dù là lúc địch nhân tấn công cũng có thể chuyển hóa linh lực của đối phương cho mình sử dụng. Xẹt mạc thương là người đầu tiên đuổi tới, đại kích trong tay mạnh mẽ vung lên chém mạnh vào cánh tay của thạch hạo thế công mạnh mẽ, toàn thân hắn đều phát ra phù văn màu vàng ken một tiếng, Thạch Hạo xuất ra đoạn kiếm ngăn cản thế nhưng bản thân nó cũng chịu chấn động, hơi chút chịu ảnh hưởng. Thế nhưng nó thật sự rất mạnh, quanh thân nó xuất hiện vòng xoáy màu vàng, nó tiếp tục mượn lực muốn cưỡng ép chấn vỡ màn sáng. Mau ngăn nó lại, mấy vị tôn giả liền biến sắc tên nhóc đó đã sờ được đến bảo cốt rồi, sắp đắc thủ một đoàn phù văn sáng lên một dòng nước như kim loại hóa thành xuất hiện trong hư không ánh sáng rạng rỡ phát ra sắc thái lạnh như băng nó liền tấn công về phía thạch hảo muốn biến mục tiêu thành cho bụi mấy đại tôn giả đồng thời xuất thủ trời đất thay đổi bão táp cuồn cuộn tiếng gió rít vang lên đây thực sự là tuyệt sát đổi lại là tu sĩ bình thường sẽ trực tiếp bạo toái hùng hài từ gào thét nó vận dụng tất cả lực lượng đối kháng từ trong mười tòa động thiên bay ra một con côn bằng trông rất sống động nó xẹt ngang hư không con mắt lãnh liệt khí tức trí tôn tràn ngập chuyện này dọa cho một đám người sợ hãi kêu to hiện tại bọn hắn đang tranh đoạt phù cốt côn bằng bỗng dưng lại bay ra một con bằng điều sao không khiến người khác khẩn trương lợi dụng đúng lúc những người này đang kinh ngạc thạch hạo tiến hành đánh được lần cuối cùng nó bắt lấy khối cốt đó sau đó nó nhảy lên muốn phóng lên trời ẩm thiếu niên hàn thiên ra tay hắn dẫn đầu đội ngũ mấy vạn người của tộc hỏa viên ngư từ phía xa xuất ra vô tận hỏa phu trực tiếp đánh nhóc tỳ rơi xuống biển lừa quyết không để cho nó mang đi mấy vị tôn giả kịp phản ứng bọn hắn không tiếp tục lưu thủ mà vận dụng tất cả lực lượng lấy ra pháp khí truyền từ thời thượng cổ ra tấn công thạch hạo đã gặp nguy hiểm cực lớn nó ở giữa sân bị tất cả đám người vây công khóe miệng tràn huyết lực lượng của những người này quá khổng lồ trên không khu vực này phù văn tràn ngập khắp nơi đều được xuất ra từ những sinh linh thuần huyết những nhân vật thiên kiêu như mạc thiên hàn thiên thật sự là kinh thiên động địa hơn nữa có pháp khí tượng cổ trấn áp âm thanh ầm ầm truyền khắp tế đàn thạch hạo bị đánh ngã xuống mặt đất nó đã bị trọng thương dù sao nó cũng chỉ có một mình mà thôi mạc thương và hàn thiên đều có thể đánh một trận với nó hiện tại những cường giả có đẳng cấp đồng loạt tiến lên hơn nữa còn có tôn giả ra tay ai có thể ngăn trở dù là thiếu niên chí tôn cũng không thể người thật sự rất nhiều tất cả đều rất mạnh mẽ bất kỳ một ai xuất hiện đều có thể khiến quần hùng biến sắc có thể quét ngang một phương có thể nói một đám người như vậy tập hợp lại cùng nhau có thể quét ngang cả thiên hạ dựa vào sức một người rất khó chống lại Thạch Hạo cũng điên cuồng tả sung hữu đột đoạn kiếm bộc phát ra từng luồng ô quang. Toàn thân nó tràn ngập phù văn thiêu đốt mười tòa động thiên liên kết với nhau nghiền áp xung quanh. Phụt, một vị lão tổ bị nó cầm đoạn kiếm chém xuống, từ mì tâm xuống giữa hai chân, cả người bị trẻ thành hai mảnh, thạch hạo từ đó xông qua. Máu nhuộm khắp người, nó giống như ma thần đang đại khai sát giới, tuy bản thân cũng đã thụ thương nhưng vẫn uy mãnh vô cùng, như chiến thần đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, keng, bình khí của nó cùng mạc thương giao nhau, tay kia xuất ra, hai người va chạm một trường, ầm một tiếng, phù văn mênh mông như đại dương bùng nổ. Một đám người xung quanh bị chấn bay khắp nơi, miệng thổ huyết. Đây là sự mạnh mẽ của thiếu niên thiên kiêu, rất nhiều người đều không chịu nổi dư ba trận chiến này, ngoài những tôn giả ra. Dù là tông lão đại phái tại hóa linh cảnh cũng không phải đối thủ của nó. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Mạc thương quát, vượt quá dự liệu của hắn hùng hài từ chỉ tập trung cường công hắn đoạn kiếm trong tay không ngừng đánh xuống âm thanh đinh tai nhức óc vang lên chấn động tinh thần quá mạnh mẽ phù văn như trăm hoa đua nở cả hai dao phong kịch liệt trong chớp mắt đã đánh hơn trăm chiêu khiến những người xem rung động sâu sắc tất cả diễn ra quá nhanh và quá mãnh mẽ thường nhân sao có thể ngăn trở bên cạnh từng có người xông ra tập kích kết quả là bị thạch hảo cho một kiếm đã bạo toái máu vang tung tóe xương cốt vỡ nát a à, mạc thương kêu to mạnh mẽ như hắn cũng cảm giác hai tay run lên gan bàn tay bị đánh rách máu chảy như suối đối phương khí lực lớn hơn hắn nhiều đã thế còn chỉ cầm một thanh đoạn kiếm nếu đổi thành một cái đại kích có lẽ sẽ càng thêm hung hãn đây mới thực là khí thế vô địch hùng hài từ còn nhỏ tuổi hơn so với hắn khí lực đã lớn như vậy khi kết hợp với phù văn thì tựa như có sức nhổ núi bạt sông giết thạch hạo phát uy nó chỉ chăm chú tấn công mạc thương Ấm, mấy vị tôn giả xuất ra một tổ hợp trận văn đây là quyền trục phù văn vừa mở ra đã tạo chấn động kinh thiên mọi người giật mình loại vật này cũng chỉ có tôn giả mới có thể xuất ra đấy người bình thường khó có thể nhìn thấy đây cũng không phải sát trận mà là phù văn đáng sợ tạo thành tổ hợp uy năng có thể đạt đến cực hạn ở nơi này bị trận pháp tấn công thân thể thạch hạo chấn động kịch liệt ra sức tấn công đánh lui mạc thương khiến hắn ho ra máu bản thân nó cũng tràn huyết nơi khóe miệng nhiều cường địch đồng thời xuất thủ như thế quả thật có chút khó chống đỡ, nó muốn trước hết giải quyết một đối thủ lợi hại để chấn nhiếp cũng rất khó khăn. Ẩm một tiếng, hỏa diễm ngập trời. Tổ hợp phù văn vừa lui hàn thiên đã lập tức xuất thủ thần chiếu đăng rất đáng sợ thiêu đốt tàn huyết thần linh nếu không phải nơi đây áp chế cảnh giới. Đám người nơi đây đều đã bị nó đốt tan thành cho bụi. Dù vậy cũng rất đáng sợ thạch hảo không thể không tập trung tư tưởng đối phó dùng mười tòa động thiên đối kháng trực tiếp đánh tan ngọn lửa kia. Giết, mấy vị tôn giả lại xuất ra trận pháp phù văn, sau khi tổ hợp với nhau, phù văn chẳng chịt như khắc thành ký tự, chấn giết tất cả kẻ địch. Nếu là một vị tôn giả còn đỡ, đây là đội ngũ do mấy người liên thủ với nhau, một tiếng ẩm vang, phù văn đan sen hóa thành một đoàn ánh sáng đánh lên người thạch hạo, đánh nó bay ra ngoài. Máu phun ra miệng, giải quyết nó đi. Một vị lão tổ hét lớn, một đám người càng thêm anh dũng sông tới, thạch hạo mạnh vượt quá dự liệu của bọn hắn, tại nơi này có lực uy hiếp lớn nhất, trước hết phải diệt trừ nó. Keng, lúc này thạch hạo lại sử dụng đoạn kiếm trực diện đánh tan một tổ hợp phù văn, nhưng một tổ hợp phù văn khác lại tiếp tục xuất hiện, đánh cho nó chật vật rút lui. Khóe miệng tràn huyết, thật nghĩ ta dễ bắt nạt sao? Hùng hài từ nổi nóng, lau máu nơi khóe miệng, thân thể nó phát sáng. Mười tòa động Thiên Dung động toàn lực bồi bổ cho thân thể động Thiên. giết A à, hoàn toàn bất chất tất cả, nó toàn lực thúc dục bảo thuật côn bằng. Sau lưng nó hiện lên một vùng đại dương mênh mông, tất cả đều là do phù văn tạo thành. Một con cá lớn xuất hiện giấy lên sóng biển ngập trời. Nó cũng không phải đơn thuần sử dụng pháp thuật của mình mà còn cầm trong tay một khối cốt côn bằng chân chính. Như thế khi vận chuyển bảo thuật uy lực sẽ tăng gấp đôi, giống như côn bằng từ thời thái cổ tái xuất. Hùng hài từ cực kỳ hung hãn, nó trực tiếp ngộ pháp tại hiện trường. Một bên cùng những người này huyết chiến thúc dục khối cốt trong tay, một bên cảm ngộ tinh túy bên trong cảm nhận áo nghĩa vô thượng. Không tốt, ngăn nó lại. Mọi người hét lớn. Mặc dù tin tưởng nó không thể đạt được bảo thuật trong thời gian ngắn, nhưng bọn hắn cũng không dám mạo hiểm loại bảo thuật này ai không muốn đoạt được. Bọn hắn đều không muốn người khác biết được bí mật trong đó. Giết, mọi người điên cuồng công kích. Thạch Hảo cũng gào thét. Còn cá lớn màu đen kia cũng không biết to lớn bao nhiêu, nó quét ngang quần hùng, sóng biển màu đen do phù văn hóa thành càng thêm mênh mông. Ẩm, sóng lớn che trời, một đám tu sĩ bị trùng kích nổ tung lưu lại một vùng huyết vũ còn có tàn cốt rơi trên mặt đất. Thạch hạo giật mình, khi cầm trong tay bảo cốt nứt vỡ này nó cảm ứng được lượng lớn phù văn áo nghĩa tinh thâm, rất hào hùng. Dùng thiên phú của nó cũng cần mấy ngày mấy đêm mới có thể ghi nhớ hết được. Trên thực tế những phù văn thâm sâu như vậy cuối cùng đều chuyển hóa thành ký tự, đại đạo trở nên giản đơn. Có thể khái quát tất cả. Đáng tiếc những nguyên thủy phù văn này rất mơ hồ, phù văn thâm sâu như biển. Nếu không thể hấp thu thì căn bản không thể chạm đến ấn ký nguyên thủy. Đây cũng là nguyên nhân khiến những người này không quá lo lắng. Không ai có thể tại trong thời gian ngắn có thể thông thấu nguyên thủy phù cốt của côn bằng. Ẩm thạch hạo cầm khối cốt côn bằng nơi tay uy lực bảo thuật gia tăng rất nhiều nó đánh bay một đám người miệng phun máu trong đó có cả mấy vị tôn giả đương nhiên nó cũng thụ trọng thương thậm chí bị người ta đánh một trường thiếu chút nữa xuyên thủng lồng ngực dám tập kích ta người đi chết đi hùng hài từ nổi giận một tay cầm đoạn kiếm một tay cầm phù cốt thân thể được bao phủ bởi bảo thuật côn bằng nó xông về phía vị tôn giả kia đây là một trận chiến đấu thảm liệt thạch hạo hứng chịu công kích khắp nơi, nó không ngừng tấn công vị tôn giả này, cuối cùng xuất ra một kiếm xuyên thủng mi tâm hắn, muốn tươi bắn lên cao. Cái gì, mọi người hít một hơi lãnh khí, đây chính là một vị tôn giả chết tại nơi này thật không đáng chút nào. Đi chết đi, đoạn kiếm rung động, cái đầu nổ nát tại chỗ tử thi ngã trên mặt đất. Sau đó hóa thành mưa ánh sáng. Đây không phải chân thân mà là linh thân của một vị tôn giả, gặp nạn như thế bản thể của hắn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong lúc nhất thời nơi đây có chút an tĩnh, tất cả mọi người sợ hãi, đây chính là một vị tôn giả A, à, linh thân cùng bản thể sức chiến đấu không kém bao nhiêu. Cứ như vậy mà chết đi, nếu chân thân tiến đến chẳng phải có nghĩa một vị trí tôn trên thái cổ thần Sơn vẫn lạc. Giết! hùng hài từ giết đến đỏ con mắt mọi người vây công khiến nó thụ trọng thương nhưng nó vẫn cực kỳ dũng mãnh tung hoành trong đám người cùng những cường giả va chạm mãnh liệt mọi người bỗng cảm thấy sợ hãi dù là mạc thương cũng đã bị thương đoạn kiếm phát ra một luồng ánh sáng sát bên vai hắn thiếu chút nữa chém luôn một cánh tay nơi đó máu phun như suối bản thân thạch hảo cũng bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng nhưng vẫn mặc kệ xông sáo nó muốn lao ra ngoài Khối cốt côn bằng trong tay nó phát sáng khiến cho bảo thuật của nó uy lực tăng lên nhiều. Chấn giết nó, mọi người hét lớn, đây là một trận thảm chiến. Hùng hài tử giết tiến giết ra, mỗi lần đều sắp thoát khỏi vòng vây nhưng đều bị ngăn cản. Toàn thân nó đều là máu, rất nhiều vết thương, tất cả đều do phù văn tạo thành. Còn có Mạc Thiên và Hàn Thiên cũng là uy hiếp không nhỏ đối với nó. Thạch hạo mặc kệ tất cả hoàn toàn tập trung vào trận chiến này, đoạn kiếm trong tay càng phát ra ánh sáng chói mắt ô quang tăng vọt sát kiếp liền mở ra. Phụt, nó chém thẳng về phía một vị vương hầu thân thể người đó trực tiếp phân đôi, máu tươi phun ra. Giết, trong âm thanh vang vọng, pháp khí thượng cổ va chạm mãnh liệt hoa lửa vang khắp nơi, nó trực tiếp chém linh thân một vị tôn giả thành vài phần. Giờ khác này những người khác đều nổi gai ốc thiếu niên đó tuổi tác không lớn, nhưng lại lập nên uy danh hiền hách, tư thái vô địch hiền lộ không che giấu. Phụt một tiếng, kiếm gãy phát sáng đâm vào lồng ngực một vị vương hầu hải tộc. Chấn động mãnh liệt khiến hắn chia năm xẻ bảy chết ngay tại chỗ. Thạch hạo giết đỏ con mắt thân hình đẫm máu tiến lên, một đường đại khai sát giới, bảo thuật bùng phát, đoạn kiếm chói lọi chém ngang xẻ dọc mang theo lượng lớn hoa máu. Nó như một vị ma thần sau khi vận dụng các loại bảo thuật và cốt văn phía trước liền ngã xuống một đám lớn thi thể máu tê văng lên rất cao rơi cả lên người nó sớm đã trở thành một huyết nhân đương nhiên bản thân thạch hạo đã bị trọng thương từ lâu hơn nữa còn rất nặng nếu cứ tiếp tục như vậy thì khó có thể kiên trì nổi đột nhiên mạc thiên nổi giận hàn thiên tấn công mấy đại tôn giả cũng cùng nhau phát động tổ hợp phù văn muốn tiến hành lần tập sát cuối cùng nó lập tức xa vào tình huống nguy khốn sinh linh thuần huyết từ Thái Cổ Thần Sơn cũng làm khó dễ, bọn hắn cũng tiến lên công kích những tông lão đại phái kia cũng cùng phát động tấn công. Phù văn đan sen đầy trời, thạch hạo mệt mỏi ứng phó, lúc này nó bị đánh bay lên trời, thân ở giữa không trung nhiều chỗ bị thương. Nó khó có thể thủ hộ chu toàn, hơn nữa tại lúc này nó cảm thấy một luồng khí thế lăng lệ đánh đến từ không trung ra đầu nó kéo căng, đầu cũng thấy đau đớn. Nó đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy một đôi thiết chảo đen nhánh đã đến trước mặt cực kỳ sắc bén, hàn quang lạnh lẽo bức nhân. Hay a, à, thạch hạo quát khẽ một tiếng, há mồm phun ra một đoàn thần quang đánh lên trên móng vuốt. Tiếng kim loại va chạm vang lên, hoa lửa vang khắp nơi, cuối cùng cũng ngăn được một chảo đó. Đây là một con chim khổng lồ toàn thân đen nhánh, đôi mắt giống như một vầng trang máu to mấy trăm trượng, nó bay lượn trên bầu trời, phù văn lưu truyền. Khí tức cực kỳ cường địa, thôn thiên tước, Thạch Hảo cắn răng, nó cực kỳ kinh hãi động thời cũng tràn ngập lửa giận. Con hung cầm tàn bạo đáng sợ này đã từng đồ sát 10 vạn dặm. Nó cũng từng tấn công bổ thiên các chuyện tịnh thổ bị diệt cùng nó có liên quan rất lớn. Giết, nó giống to một tiếng. Bất chấp xung quanh, nó khống chế bảo cụ vọt lên tấn công con hung cầm kia, muốn cùng nó quyết chiến. Nếu trong trường hợp bình thường nó tuyệt đối không phải đối thủ của tên chết tiệt này nhưng tại địa phương đặc thù nơi đây thì không cần sợ hãi. Theo sự biến hóa thân thể của thôn thiên tước thì có thể nhận ra. Nó không thể so sánh với trạng thái đỉnh phong lúc trước. Lúc trước con ma cầm này giang ra hai cánh cũng không biết lớn mấy vạn dặm phủ kín cả bầu trời. Phù văn trồng chất chút xuống như đại dương mênh mông, hung mãnh không thể đỡ. Hiện tại đối phương chỉ hóa ra thân thể mấy trăm trượng mà thôi, nó hoàn toàn có thể tiến lên tranh phong, cùng đối phương đánh một trận đối với thôn thiên tức đây là một thiếu niên thiên kiêu. Trong tay nó cầm truyền thừa bảo thuật côn bằng là mục tiêu của nó lần này. Đồng thời nó cũng nhận ra thanh đoạn kiếm này, nó cam hận đến tận xương tùy. Vì thế nó muốn giết chết thiếu niên này. Trên thực tế nó tự cho mình là cao cao tại thượng, vốn là sẽ không biết đến một tu sĩ cấp thấp như vậy. Cũng không biết trong lòng Thạch Hạo còn hận nó hơn. Thạch Hạo khống chế bảo cụ sông lên trời, đuổi theo thôn thiên tước ở trên không nó giơ kiếm lên chạm xuống. Đoạn kiếm hào quang đại thỉnh cùng lông vũ màu đen va chạm âm thanh keng keng truyền đến trực tiếp chém rụng mấy cái lông chim rớt xuống. Thôn thiên tước giận dữ, nó xoay người bổ xuống, há miệng phóng ra một đoàn hỏa diễm màu đen, hư không bị thiêu đốt muốn sụp đổ. Cùng lúc đó những người khác cũng súm lại dày đặc không để cho thạch hạo có cơ hội chạy thoát, mọi người cùng nhau xuất thủ tấn công thế nhưng thạch hạo chỉ chăm chăm nhằm vào thôn thiên tước thà rằng bị thương cũng tấn công con ma cầm kia máu tươi trên người nó thỉnh thoảng bắn ra giao phong càng thêm kịch liệt phịch rốt cục nó cũng rời lên trên người con ma cầm nãy vết thương toàn thân càng thêm nghiêm trọng nó cầm kiếm đâm xuống người con ma tước mấy trăm trượng này ẩm một tiếng kiếm quang trói mắt trực tiếp xuyên qua hắc vũ chui vào trong thân thể đối phương thôn thiên tước kêu lớn một tiếng dương cánh trao liệng, rung động mãnh liệt, nó muốn hất văng tên nhóc trên người. Ô quang tăng vọt thôn thiên tước nhanh chóng thu nhỏ lại, nó hất văng thạch hạo xuống. Sau đó biến thành nhân hình rơi xuống đám người trên tế đàn. Sau lưng hắn máu tươi tuôn chảy, bị thương còn khiến nó phải hạ xuống. Đối với ngày thường quen cao cao tại thượng như nó thì khó có thể tưởng tượng được. Thôn thiên tức nhìn thạch hạo không vừa mắt biết được đối phương có thể có quan hệ cùng quỷ giả kia. Nhưng thật không ngờ đối phương lại hận hắn như thế, không muốn sống mà xông tới. Tại lúc nó xuất hiện Thạch Hạo liền nổi giận bất chấp tất cả lao tới. Giống như đã nổi điên, đây là một trận chiến sinh tử, dù là người khác cũng nhìn ra hai người quyết sống chết, nếu ai chịu sự công kích của Thạch Hạo đều gặp không may. Hiện giờ khó có cơ hội giúp người ta buông lòng chút. Vì thế thôn thiên tước kêu khổ không ngừng, dù đã biến thành nhân hình đứng giữa đám người cũng không được. Thạch Hạo nổi giận chỉ tập trung toàn lực muốn đánh chết nó. Lúc này máu tê phun ra, bảo thuật tiêu hao, hai mắt đỏ lên, nó chỉ muốn chém đối phương ngay lập tức. Thôn thiên tước hóa thành một nam tử trung niên, thân mặc hắc y, trông vô cùng cao lớn. Pháp khí trong tay liên tục phách chạm cùng nó đối chiến. Phụt rốt cục đoạn kiếm hạ xuống, trung niên nhân kêu to một tiếng, một cánh tay của hắn bị chém đứt trong mắt hắn tràn ngập phẫn uất. Còn có lửa giận. Lúc trước hắn thiếu chút nửa bị quỷ ra chém đôi, nếu không phải nhờ đối phương trạng thái không tốt hắn đã chết rồi. Chưa từng nghĩ đến chỉ cách vài năm, khi gặp thanh đoạn kiếm này lại bị chém tiếp lần nữa, mà kẻ xuất thủ lại là một thiếu niên hóa linh cảnh, điều này sao hắn có thể chịu nổi. Thôn thiên tước giận dữ cũng vô dụng, thạch hạo quấn chặt lấy hắn, liều mạng công kích cuối cùng lại một kiếm quét tới chặt ngang đối phương, máu tê phun đầy đất. Ngươi! Không! thôn thiên tước kêu to, cảm thấy mình quá xui xẻo, thân là trí cường giả hiệu lệnh đại hoang, quân lâm thiên hạ, linh thân lại chết tại nơi này. Nơi đây không chỉ có mình hắn là tôn giả, nhưng tên nhóc này chỉ nhằm đúng vào hắn mà không chịu tấn công kẻ khác, nó có tức giận dơ chân cũng vô dụng. Điều này chẳng phải có nghĩa nó cùng bảo thuật côn bằng vô duyên, không có khả năng nhận được sao. Hắn cực kỳ không cam lòng, không ngừng gào thét. Đi chết đi, Thạch Hạo một cước tung ra đá bay một nửa thân thể bên dưới, một chân dẫm lên lồng người đối phương nhìn xuống. Thôn thiên tước ngẩn ngơ, sau đó lập tức nổi giận, bị người chặt đôi người còn bị dẫm dưới chân như vậy, đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, so với chém đầu còn nghiêm trọng hơn. Nó là ai? Hùng danh truyền khắp đại hoang, là trí cường giả một phương hiệu lệnh thiên hạ, nhắc đến nó ai là không thay đổi sắc mặt. Nó là thôn thiên tước vô địch thế nhưng giờ phút này nó lại bị một thiếu niên dẫm nát dưới chân, đây là một loại vũ nhục. Đối với những người ở đẳng cấp như nó là không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế từ khi nó xuất thế đến này còn chưa tao ngộ chuyện tình như vậy. Lúc còn nhỏ nó chưa từng gặp một thiếu niên trí tôn. Nó một đường càn quét tiến lên, bây giờ nó ở nơi này thể nghiệm loại cảm giác thất bại và sỉ nhục. Ngươi, nó gào thét phun ra một ngụm máu. Thạch Hạo không có thời gian lãng phí những người ở xung quanh vẫn còn xuất thủ lúc này nó một kiếm chém xuống phụt một tiếng đem đầu lâu của nó chặt xuống thôn thiên tước mang theo phẫn uất và tức giận hóa thành một cơn mưa ánh sáng biến mất linh thân vẫn lạc cùng lúc đó tại nơi cuối cùng của biển cả một con chim khổng lồ màu đen nổi giận thân thể che khuất bầu trời dài không biết bao nhiêu vạn dặm nó trao lượn trong hư không ai giết linh thân của ta ta với người không chết không ngớt đây là bản thể của thôn thiên tước nó cực kỳ tức giận cũng không biết đã chết trong tay một thiếu niên nó còn tưởng rằng đã bị một vị tôn giả tập sát trên biển nổi lên sóng gió chập trùng một lão dao màu xám xuất hiện dài không biết bao nhiêu khủng bố vô cùng một phần lộ ra trên mặt biển đã dài hơn hẳn một sơn mạch bát ngát cùng thời gian đó tất cả các phương hướng đều có cường giả xuất hiện một con bệ ngạn đứng vững trên vòm trời toàn thân phát sáng như một vị thần cổ dân tế bái bên ngoài vùng biển cấm kỵ không còn tĩnh lặng tôn giả khắp nơi xuất hiện đợi kết quả nghênh đón linh thân trở lại đương nhiên cũng vì chặn đánh người có thu hoạch Trần thân bọn hắn không dám đi vào vạn nhất chết ở bên trong thì thật không đáng thế nhưng sẽ không có người bỏ qua cường đại như bọn hắn khi biết bảo thuật chân chính xuất hiện cũng thấy điên cuồng đó là bảo thuật chí cường khiến cho thần nghe đến cũng biến sắc giờ khác này vị tổ phụ coi như bình tĩnh của thiếu nữ áo tím vân hy cũng xuất hiện thế thì càng không nói đến những người khác mấy vị tôn giả của nam vẫn thần sơn nghi sơn ma linh hồ đều lần lượt xuất hiện một nhóm cường giả mạnh mẽ nhất hoang vực đều đã xuất động chờ đợi kết quả chờ đợi linh thân cùng hậu đại ở bên trong có thể có thu hoạch nhưng người có thể hiệu lệnh hoang vực thống trị vùng đất bao la đều tụ hợp nơi này yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng mọi người vốn cho rằng có chân thân tôn giả tiến vào côn bằng sao, trên thực tế là không có, những người này đều đợi ở bên ngoài. Lúc này hào khí ở Bắc Hải cực kỳ khẩn trương. Sinh linh trên biển đều yên lặng không dám lộ diện, vùng hải vực này quá khủng bố, từng luồng uy áp xuất hiện khắp nơi. Trận chiến chính thức sắp đến rồi. Bảo thuật côn bằng nếu như xuất hiện, những người này tất nhiên sẽ đánh đến thiên băng địa liệt, thậm chí nếu thần linh thời thượng cổ còn chưa chết cũng sẽ giáng lâm tại nơi này tranh đoạt. Bão tố sắp nổi lên, hào khí càng lúc càng khẩn trương. Không ai hoài nghi trận chiến sắp tới sẽ khiến Bắc Hải sôi trào, Cửu Thiên cũng sẽ bị đánh tan. Chí cường giả chân chính chiến đấu đủ khiến nơi đây lâm vào tận thế. Lúc này trong động phủ côn bằng chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Trên tòa tế đàn thân thể Thạch Hạo đã chịu nhiều vết thương, nó tuy rất cường đại, một đường đánh giết nhưng cũng sắp không kiên trì nổi nữa. Trong lòng thở dài, chẳng lẽ nó phải nhờ tiểu tháp để trốn thoát sao? thế nhưng nó thật sự không cam lòng, đó là một cơ hội cứu mạng, nếu cứ lãng phí như vậy thì thật đáng tiếc, nó muốn tự tay giết ra ngoài. Trên thực tế những người này so với nó càng bất cam. Nội tâm kinh hãi khó nói nên lời, thiếu niên này thật lợi hại, giết chóc khắp nơi, cũng không biết nó đã chém chết bao nhiêu cao thủ. Chỉ riêng tôn giả cũng đã bị nó chém chết 4 năm người rồi, chết oan uổng những sự tình này nếu truyền đi tất nhiên sẽ gây chấn động đại hoang kỳ tài như thế quả xứng là một đời thiếu niên trí tôn thanh danh của nó tất nhiên sẽ truyền khắp đại địa rộng lớn không đúng có chút cổ quái ngay tại thời điểm thạch hạo muốn vận dụng tiểu tháp nó cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ bởi vì nó không cam tâm trong lòng vẫn muốn cố gắng một lần cuối tay cầm khối nguyên thủy phù cốt đem những phù văn nó quan sát được nhờ đi theo con đường tu luyện của côn bằng ra diễn giải tuy nó xem không hiểu nhưng cũng có thể nắm bắt một chút hình thái bên ngoài. Nó thúc giục lực lượng vào khối phù cốt trong tay, muốn xem có kỳ tích phát sinh hay không. Nó cảm thấy có khi có thể kích phát thần uy nào đó cũng nên, dù sao bảo vật côn bằng lưu lại há là vật phàm, tất nhiên phải có dụng ý riêng. Ngay sau đó nó bỗng dưng ngẩn ngơ, bên trong khối phù cốt này truyền đến một đoạn văn tự xuất hiện trong nội tâm nó, nói cho nó biết đây không phải là bảo thuật chân chính chỉ ghi lại chưa đến một phần ba. Giờ khắc này Thạch Hạo thiếu chút nữa phát điên, liều mình quên cả sống chết, thiếu chút nữa mất mạng tại đây, cuối cùng chỉ nhận được một loại bảo thuật không trọn vẹn. Nó thật sự không cam lòng. Trong lòng nó bùng lên một đoàn nộ hỏa, ba thành của bảo thuật có lẽ vẫn có thể chấn động thiên hạ, quét ngang hoang vực thế nhưng vẫn kém xa so với kỳ vọng của nó bịch ngay trong nháy mắt nó phân tâm, mấy vị tôn giả xuất ra pháp khí đánh thẳng lên bộ ngực của nó, trong tiếng răng rắc vang lên, hùng hài tử tiếp tục bị thương. Xương cốt bị đánh gãy. Đó là pháp khí thời thượng cổ cường đại vô đại, không trực tiếp đánh nát nó tại chỗ đã xem như kỳ tích rồi, bởi vì nhục thể của nó thật mạnh mẽ. Soạt một thanh chiến mâu bay tới cơ hồ xuyên thủng thân hình nó, máu tê phun ra, thạch hạo kêu lên đau đớn, nó lảo đảo lùi lại, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh mọi người vây quanh nó điên cuồng công kích. Thạch hạo con mắt lạnh lẽo, nhanh chóng ngăn cản, nó thật sự không cam lòng, sau đó gấp rút thúc dục phù văn vào bàn tay, muốn xem cho rõ tại sao truyền thừa chưa đủ một phần ba. Ẩm, ngay lúc đó khối phù cốt ôn bằng trong tay nó phát sáng, hơn nữa trung tâm của tế đàn nổ tung, đó là nơi trung bày bảo cốt. Trong tiếng ầm ầm truyền đến, từng giải ngân hà xuất hiện bao phủ cả tế đàn, khí tức thần thánh tràn ngập, việc này khiến cho người ta chấn động từng ngôi sao lần lượt xuất hiện, vô cùng hào hùng, giống như tinh tú trong vũ trụ giáng lâm xuống tế đàn, giống như trong thoáng chốc nơi đây xuất hiện tại giữa vũ trụ. Cùng thời gian đó, nguyên vốn là vị trí tế đàn lại xuất hiện một cái động, trên cửa động có khắc hai chữ hóa ma tiếng gió rít truyền đến cực kỳ âm trầm và khủng bố. Đây là, côn bằng hóa ma động sau khi bắt được hung thú thiên giai. Còn có thái cổ thần linh nó sẽ ném vào trong này chân áp đến chết. Mọi người sợ hãi không thể tưởng được hóa ma động trong truyền thuyết cũng xuất hiện mọi người đều cảm thấy sợ hãi cái động tối om từ bên trong truyền ra từng đợt âm thanh gào thét phảng phất như vượt qua thời không trở lại thời đại thái cổ cùng với luồng ngân hà sáng trói bên trên so sánh cái động này giống như một cái lỗ đen như vực sâu địa ngục hình thành đối lập rõ nét mặc kệ những thứ này trước tiên giết chết nó đi mọi người lại lần nữa xông lên tấn công thạch hảo một đám người vọt lên tấn công, lúc này thạch hạo tự hồ không thể kiên trì nổi nữa, nó bị đánh bay lên không? Miệng phun máu, khối phù cốt rời khỏi tay phân thành sáu khối bay khắp nơi. Mọi người xôn xao, lập tức điên cuồng đuổi theo những khối phù cốt. Trạng thái của thạch hạo tự hồ rất kém. Đứng cũng không vững, thân hình không ngừng lảo đảo lui lại. Ngươi vẫn là xuống dưới đi. Linh thân giao tôn giả xuất hiện. Hắn xuất ra một trường đánh tới cùng lúc đó một ít nhân vật lão tổ còn với tôn giả ra tay cùng nhau xuất ra phù văn đánh thạch hạo rơi xuống hóa ma động rất nhiều người thở dài thiếu niên chí tôn rốt cục đã được giải quyết thật sự là không dễ dàng lúc trước một mình nó chém giết bao nhiêu cường giả liền tôn giả cũng phơi mình mấy người ha ha rốt cục cũng đánh chết nó rồi có người thoải mái cười to thiếu niên này khủng bố vô cùng nếu như trưởng thành thì không có mấy người có thể áp chế nó dù là các tôn giả cũng thở một hơi nhẹ nhõm, một khi thiếu niên trí tôn này thuận lợi quật khởi, liền bọn hắn hơn phân nửa cũng phải cúi đầu. Chết như vậy thì không còn gì tốt hơn. Chém giết một thiếu niên trí tôn khiến cho mấy vị lão tổ trí cường giả đều có cảm giác chút được gánh nặng bởi vì áp lực từ nó quá lớn, vô cùng khủng bố. Cũng có người cảm thấy tiếc nuối, đáng tiếc cho một thiếu niên thiên tài như vậy, giống như hoa quỳnh vừa nở triển lộ hào quang đã nhanh chóng ảm đạm Cuối cùng trở nên khô héo thiếu nữ áo tím Vân Hy thở dài, hài tử hung tàn này thật đáng sợ, trên con đường tu hành có thiên phú không gì sánh được. Kết quả lại chết yểu. Trên tế đàn mọi người hơi cảm khái một chút nhưng ngay sau đó đều vùi đầu trong chiến đấu kịch liệt vì vậy nơi đây lại tiếp tục sôi trào, phù cốt côn bằng phân thành sáu khối. Mọi người điên cuồng kịch chiến muốn cướp đoạt. Trong hóa ma động, thạch hạo đang rơi xuống bên dưới tiếng gió thổi qua tai tuy nhiên nó không hề tức giận thậm chí trên khóe miệng còn xuất hiện nụ cười vui vẻ. Nó cũng không phải đã sức cùng lực kiệt nếu muốn nó còn có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ là sau khi hiểu rõ bí mật trong khối phù cốt của côn bằng nó liền có ý định muốn mượn tay bọn hắn đánh rơi xuống đây. Các người cứ tranh đi tốt nhất là đánh cho thiên băng địa liệt. Tôn giả của thần Sơn cũng bị cuốn vào, như vậy ta có thể dễ dàng thoát khỏi đây rồi. Hùng hài tử lau sạch máu nơi khóe miệng, vui vẻ nở nụ cười thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau